Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev tuyên bố chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraina sẽ kết thúc với chiến thắng thuộc về Moscow. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh Tin tức Việt. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Nga khẳng định sẽ thắng Ukraina như hồi cuộc chiến tranh năm 2008 quân Ukraine tiến sâu hơn vào Nga trong ngày thứ ba của cuộc tấn công lớn. Vì sao một ngày quân Ukraine có thể tiến sâu từ 15 đến 20 km? Mexico từ chối bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin Nga triển khai máy bay ném bom Su-34 quanh tạc lực lượng Ukraine gần tỉnh Kursk. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev tuyên bố chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine sẽ kết thúc với chiến thắng thuộc về Moscow. Ông Medvedev lấy dẫn chứng từ cuộc xung đột Georgia năm 2008 và nhấn mạnh, vào năm 2008, chúng ta đã bảo vệ người dân của mình và bảo vệ lợi ích của đất nước sau một cuộc đột kích của Tổng thống Georgia, khi đó là Mikhail Saakashvili. Chiến dịch quân sự hiện tại ở Ukraine cũng sẽ kết thúc với chiến thắng vô điều kiện của Nga. Tháng 8 năm 2008, Nga công nhận nền độc lập của Nam Ossetia và Akhazia sau khi quân đội Georgia tấn công Nam Ossetia, cố gắng giành lại nước Cộng hòa ly khai này, vốn đã tuyên bố độc lập khỏi Georgia cùng với Akhazia vào những năm 1990. Để bảo vệ Nam Ossetia, Moscow đã gửi quân đội của mình và đẩy quân đội Georgia ra khỏi khu vực các nhà lãnh đạo Nga đã nhiều lần nhấn mạnh quyết định công nhận nền độc lập của hai nước Cộng hòa ly khai, phản ánh thực tế và sẽ không bị đảo ngược, trong khi chính quyền Tbilisi từ chối công nhận điều đó. Theo một blogger quân sự Nga ủng hộ Điện Kremlin, lực lượng Ukraine đang tiếp tục tiến sâu hơn vào khu vực Kursk của Nga, mở rộng khu vực kiểm soát vào ngày thứ ba của cuộc tấn công lớn nhằm vào lãnh thổ Nga. Các đơn vị thiết giáp của Ukraine đã đến làng Bosoi, Sodakoi, cách biên giới Nga khoảng 18,5 dặm. Giao tranh ác liệt cũng được ghi nhận chỉ cách thị trấn Lgub 9 dặm, nơi nằm trên một xa lộ quan trọng. Bất chấp những nỗ lực của nhóm lực lượng chung của Nga nhằm ngăn chặn bước tiến của nhóm cơ động Ukraine, quy mô của cuộc khủng hoảng đang ngày càng mở rộng, Riba viết. Riba và các blogger quân sự ủng hộ điện Kremlin khác đang phản bác tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga rằng bước tiến của quân đội Ukraine đã bị chặn lại. Cuộc tấn công của Ukraine dường như là một hoạt động tấn công quy mô lớn, có sự tham gia của ít nhất hai lữ đoàn Ukraine, thay vì một cuộc đột kích xuyên biên giới ít quan trọng hơn. Khi quy mô của cuộc tấn công trở nên rõ ràng hơn vào thứ Năm, nó dường như là một trong những diễn biến quân sự quan trọng nhất trong cuộc chiến trong nhiều tháng. Bộ Y tế Nga báo cáo vào hôm thứ Năm rằng ít nhất 66 người đã bị thương do các cuộc pháo kích ở khu vực Kursk kể từ thứ Ba. Các nhà ga đường sắt tại ba khu định cư ở vùng Kursk, Suza, Korenevo và Sen đã đóng cửa trong bối cảnh cuộc xâm lược, dịch vụ báo chí của đường sắt Moscow đưa tin. Tổng thống Nga Putin đã kêu gọi lòng can đảm trong khu vực. Trong khi đó, vào sáng sớm ngày 9 tháng 8, Thống đốc Igor Atamonov cho biết Ukraine đã bắn nhiều máy bay không người lái vào thành phố Lipetsk ở miền trung nước Nga, khiến 6 người bị thương. Một trong những máy bay không người lái UAV do lực lượng phòng thủ mặt đất bắn hạ đã tấn công vào một cơ sở hạ tầng năng lượng, gây ra vụ nổ các vật thể nổ, vị quan chức này cho biết. Đồng thời nói thêm rằng vụ nổ xảy ra ở nơi xa các tòa nhà dân sự. Cục tình trạng khẩn cấp nhà nước đã báo cáo về một vụ hỏa hoạn tại một sân bay quân sự ở vùng Lipetsk. Chú ý, Lipetsk đã phải hứng chịu một cuộc tấn công UAV lớn, hệ thống phòng không đang hoạt động, đừng đến gần cửa sổ, hãy trú ẩn ở nơi an toàn. Thống đốc cho biết một trạm biến áp điện địa phương cũng đã bị hư hại trong vụ tấn công. Chính quyền vùng Lipetsk của Nga đã ra lệnh sơ tán cư dân khỏi bốn khu định cư: Kosevi, Kutora, Fedoroka, Yakoleka và Tinkoka sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một sân bay quân sự. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố. Chỗ ở tạm thời và phương tiện đi lại đang được sắp xếp cho cư dân địa phương. Giao thông công cộng đã bị đình chỉ tại thành phố Lipetsk và khu vực xung quanh. Các doanh nghiệp địa phương không nên thuê nhân viên làm công việc không khẩn cấp cho đến khi mức độ nguy hiểm đỏ được dỡ bỏ. thống đốc nhấn mạnh. Quân đội Ukraine đã sử dụng chiến thuật mới khi đột nhập xuyên biên giới vùng Kursk của Nga, khiến trong một ngày họ có thể tiến sâu tới 15 đến 20 km quân đội Ukraine đã sử dụng chiến thuật mới, huy động nhiều vũ khí trang bị trong cuộc tấn công xuyên biên giới vào khu vực Kursk của Liên bang Nga, khiến lực lượng tấn công của họ có thể đột phá sâu trong lãnh thổ Nga tới 15-20 km chỉ sau một ngày. Bản chất của chiến thuật mới này thực ra là không mới, nhưng theo các chuyên gia quân sự, điểm mới của nó nằm ở sự tập trung các phương tiện tác chiến điện tử ở tiền tuyến. Điều hiếm thấy trong các cuộc giao tranh ở Kherson, Japorohi, Donetsk, Lugan và Kharkov, Đầu tiên, các nhóm quân Ukraine đều nhận được sự hỗ trợ đắc lực của các hệ thống phòng không mà phương Tây cung cấp. Trái với chiến trường Donbass, các hệ thống này được đưa lên tuyến đầu của các đơn vị tấn công, giúp kỳ ép quét sạch các máy bay không người lái của Nga trên bầu trời. Sự khác biệt lớn này có lẽ đến từ việc quân Nga ở vùng Kursk có ít các phương tiện trinh sát tấn công các hệ thống phòng không. Sau đó, các đội tác chiến điện tử và đàn máy bay không người lái UAV Ukraine được sự bảo vệ của các hệ thống phòng không này đã bắt đầu hành động sau khi UAV Kamikaze tấn công các chiến hào của Nga, tiêu hao nhân sự, các nhóm nhỏ bộ binh của lực lượng vũ trang Ukraine tấn công, đánh chiếm vào điểm phòng thủ của quân Nga. Tái tập hợp tại các vị trí đã chiếm đóng và lặp lại chiến thuật này ở các mục tiêu tiếp theo. Báo Nga thừa nhận rằng, ở giai đoạn đầu của cuộc chiến ở vùng Kursk, lực lượng Ukraine đã xâm nhập sâu vào lãnh thổ Nga tới 15-20 km và chiếm giữ một số khu định cư. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cho rằng các chiến binh của Kiev sẽ không thể giữ được những vị trí này trong thời gian dài nếu Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine không vận chuyển được đội hình dự bị đến khu vực Kursk, trong điều kiện pháo binh và hàng không Nga đang tích cực ngăn chặn. Ngoài ra, các đơn vị quân đội bổ sung đã được triển khai tới khu vực. Lực lượng này sẽ có nhiệm vụ tấn công giành lại các thành phố và làng mạc từ tay quân Ukraine. Đồng thời, lực lượng Nga cũng đang cố gắng cắt đứt sợi dây liên lạc giữa các nhóm chiến binh đã đột nhập qua biên giới và lực lượng dự bị ở khu vực Sumi, cắt đứt nguồn tiếp viện binh lực và bổ sung vũ khí trang bị cùng với con đường sơ tán những quân nhân bị thương về tuyến sau. Đồng thời, các chuyên gia quân sự phương Tây cũng đưa ra những nhận xét đáng lo ngại là hành động mang tính khiêu khích của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk sẽ dẫn đến việc lực lượng vũ trang Nga sẽ quyết tâm thiết lập cái gọi là vùng đệm ở khu vực Sumi của Ukraine. Như vậy, cả giải biên giới phía đông của Ukraine chạy dài từ phía nam lên phía bắc sẽ bị quân Nga đánh chiếm, để đẩy lùi chiến tuyến ra xa lãnh thổ truyền thống của Nga. Mexico vừa qua đã từ chối yêu cầu bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin từ phía chính phủ Ukraine. Tổng thống Nga Putin được mời tới Mexico tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Claudia Sheinbaum vào ngày 1 tháng 10. Đại sứ quán Ukraine ở Mexico vừa qua đã yêu cầu bắt giữ Tổng thống Putin nếu ông Putin thách thức lệnh truy nã của Tòa án hình sự quốc tế để tới tham dự sự kiện này. Tòa án hình sự quốc tế năm ngoái đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Putin với cáo buộc ông phải chịu trách nhiệm về các tội ác chiến tranh, bao gồm cả việc bắt nhiều trẻ em từ Ukraine đưa về Nga. Nga không phải là thành viên của Tòa án hình sự quốc tế, nhưng Mexico là một thành viên. Tuy nhiên, nước này đã từ chối yêu cầu bắt giữ Tổng thống Putin từ chính phủ Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã triển khai máy bay ném bom Su-34 và bom FAB-500 oanh tạc lực lượng Ukraine gần biên giới tỉnh Kursk của Nga, dồn hỏa lực vào tuyến sau quân Kiev hiện trú ở tỉnh Sumy, Ukraine nhằm cắt đứt tuyến trì viện. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã triển khai máy bay ném bom Su-34 và bom lượt FAB-500 oanh tạc phá hủy nhiều xe thiết giáp và các cụm nhân lực của Ukraine ở khu vực biên giới với tỉnh Kursk của Nga các phi công trên máy bay chiến đấu ném bom siêu âm đa chức năng Su-34 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí phóng từ trên không nhằm vào các khí tài quân sự của các đơn vị quân đội Ukraine. Các cuộc tấn công được thực hiện bằng cách sử dụng bom lượn FAB-500 được trang bị mô đun dẫn đường, giúp thực hiện các cuộc tấn công chính xác cao từ khoảng cách an toàn tại danh giới giao chiến, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Theo bộ này, sau khi xác nhận các mục tiêu tấn công đã bị phá hủy, tổ bay đã trở về căn cứ an toàn. Bên cạnh đó, nhóm tác chiến phía Bắc cùng với Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB đã phối hợp tấn công các đội hình vũ trang của lực lượng Ukraine tại các huyện Suzetsky và Korenetsky, tỉnh Kursk. Ngoài ra, các lực lượng Nga cũng dồn hỏa lực nhắm vào nhóm lực lượng dự bị Ukraine ở tuyến sau, hiện đang trú tại tỉnh Sumy đến đây thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất xin chào và hẹn gặp lại